Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa rồi, thí sinh Lưu Kim Hiệp, học sinh trường Trung học phổ thông Ba Gia, huyện Sơn Tịnh, là thủ khoa khối A ở tỉnh Quảng Ngãi, với tổng điểm 3 môn toán lý hóa là 28,5 điểm. Trong đó, môn toán đạt 10 điểm, vật lý và hóa đều 9,25 điểm. Điều đặc biệt là Lưu Kim Hiệp là con của một gia đình nông dân nghèo ở xã Tịnh Giang. Mời quý vị và bà con theo dõi phóng sự sau. Góc học tập cũng là phòng riêng của ba chị em Kim Hiệp, bức tường nhuốm màu thời gian, chi chít công thức các môn khoa học tự nhiên. Niềm vui của nữ thủ khoa khối A với điểm 10 duy nhất của môn toán trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở Quảng Ngãi mang theo cả sự tri ân đối với cha mẹ, thầy cô và bạn bè. Em muốn là gửi lời cảm ơn đến ba mẹ, những người đã luôn ủng hộ em trong quá trình học tập, thầy cô, những người đã luôn sẵn sàng giúp đỡ em những lúc mà bản thân cảm thấy khó khăn trong quá trình học tập. Em Hiệp cũng là một học sinh mà ngoài cái việc học, em này cũng hoạt động phong trào cũng tốt, tham gia các hoạt động của lớp, của đoàn, của trường. Giờ đây giấc mơ vào đại học của Hiệp đã thành. Dù hoàn cảnh gia đình thiếu trước hụt sau, cha mẹ Hiệp quanh năm vất vả nhưng chưa bao giờ thôi cố gắng để lo cho các con ăn học nên người. Chăn nuôi vừa làm nông, chồng thì hòn gò. Bây giờ có khó khăn mấy cũng phải cho nó đi học. Từ cái kết quả này thì em nó là tạo một động lực để em hành trang để bước vào đại học, để cố gắng hơn nữa, để có thể thay đổi cuộc sống của gia đình. Cánh cửa ước mơ theo học ngành tài chính ngân hàng của Đại học Ngoại thương hoặc Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh đã mở ra với Hiệp, có thêm sự tiếp sức của gia đình và xã hội sẽ là hành trang quý giá tạo thêm động lực cho cô học trò nhỏ này thực hiện hoài bão của mình.